Xin chào đại gia đình thích trồng cây. Đây là mớ chậu ớt của mình trồng trên mái nhà. Nếu mà nhìn như thế này thì thấy rất hấp dẫn đúng không ạ? Thì những cái ớt này được trồng trong cái chậu là rộng 18 cm, 17-18 cm, và sâu từng 15 cm nha quý vị, không quá to. Thực ra hiện nay thì sau nguyên một tháng mưa dầm thì nó đang bị bệnh, những cái đọt của nó bị cuồn cuồn, nó không phát triển nữa. Thì trồng ớt dễ hay khó? Nói chung là khó, bởi vì nó quá nhiều bệnh đó. Cái bệnh phổ biến của nó là quăng đọt quăng lá này, mà khi lướt qua được không bị quăng đọt quăng lá như thế này thì ra trái ok. Có trường hợp đã cao lên rồi nhưng mà cái đọt của nó không phát triển nữa, nó bị cuồn đi, bông nụ cũng bị lép đi và không ra trái luôn. Muốn trồng ớt dễ thành công á là mình chọn cái giống ớt người ta hay bán trái ở chợ đó, trái chín ở chợ màu đỏ, người ta bán từng thúng vậy đó. Mấy bà bán rau thường kèm vô một tép hành bo đó, khuyến mãi một tép hành vài trái ớt, thì trái ớt đó là cái loại ớt mà ớt sừng trang nông, là cái loại ớt này đây, rất dễ trồng. Tức là những cây khác mình trồng cùng lượt thì bệnh rất nhiều, mà cái cây ớt sừng này ít bệnh và cho được trái. Còn như là những cái ớt mà hơi lọc lọc là như là ớt này là ớt ngũ sắc này, năm màu này, thì nó cứ cuồn ngay từ nhỏ này, xử lý hoài không được. Tức là mình đã bẻ, đã cắt ngọn mấy lần thì nó cũng lên tốt lại, thì vẫn bị quấn đọt quấn lá, bị con bò trĩ nó hút chích và truyền cái virus bệnh khảm. Do đó để dễ trồng và dễ thành công thì đó, ta nên chọn cái giống dễ trồng, đó là giống ớt người ta hay bán ngoài chợ nha quý vị. Nó là ớt sừng trang nông. Nói chung anh chị không cần để ý gì cả, cứ ra chợ thấy cái ớt như thế này nè, đó là mua nó. Thì ví dụ như một cây như thế này thì cũng mấy chục trái bên trên đó chứ bộ, phải 20 trái đó. Như đây là một cây ớt xấu xấu nè, trước đây nó từng bị quấn đọt quấn lá này, rồi mình bẻ đi ngang đây, ngang cái ngã ba này thì nó lên, và mình cũng bỏ bê không chăm sóc, mà giờ trên cây nó có 20 mấy trái nè. Cây xấu nhưng mà trái vẫn sum xuê, bởi vì cái giống này nó dễ chịu như vậy đó, là giống mua ở chợ đó, mua ớt trái ở chợ rồi về gieo lên. Thì ý thứ nhất là mua cái loại ớt dễ trồng, là loại ớt sừng trang nông màu đỏ, là lúc nhỏ màu xanh, lúc chín màu đỏ, cho nó dễ sống, ít bệnh. Thì khi mà mua trái ớt đó về thì ta phơi cho nó hơi khô, ta xẻ ra trên một mặt đất nào đó, thì mình xẻ trái ớt mình rải hột lên trên mặt đất đã băm đó, thì nó lên một bầy như thế này. Thì cỡ này, nếu nó cao cỡ này nè, là mình đã trồng ra được này, mình bứng ra mình trồng đó. Còn cỡ này thì mình chuẩn bị ra bông rồi này. Mình sẽ giữ lại ở đây trên cái chậu này, mình sẽ giữ 2 cây, tại vì chậu này bề ngang cách 30 cm lắm. Mình sẽ giữ 2 cây, gọi là trong cái video trước mình nói trồng ớt theo cách tự nhiên đó, đó là trồng lọc tự nhiên đó. Tức là mình cứ xẻ ra và cây nào mọc lên được, tức là cây đó có sức sống tốt và mình giữ lại, còn những cây kia mình bỏ. Nhưng ở đây là nếu mình tiếc thì mình đem nhổ những cây lẽ ra bỏ đó, mình nhổ mình trồng vô những chậu khác, còn cây nào tốt nhất thì mình giữ lại trong cái chậu đã gieo và tiếp tục bồi phân gà cho nó. Đây cũng là một dạng đó này, tức là thấy trái ớt chín mình sẽ trái của nó, cho hột nó rớt xuống đây thì nó sẽ mọc lên. Đây là cái chậu mình trồng cây củ trắng, mình thấy dư khoảng trống thì mình sẽ hột ớt mình thả xuống đây thì nó văng tứ tung và nó mọc lên. Thì như vậy là khi gieo hột ớt không nhất thiết quý vị phải cầu kỳ là ngâm hạt, ủ hạt gì cả, cứ lấy cái trái ớt chín thì nếu phơi được hơi khô càng tốt, còn không thì để tươi vậy luôn, sẽ cho hột văng xuống mặt đất là được, là nó sẽ lên. Về đất thì mình mua đất tro trấu sơ dừa như là cái bao này, cộng với một cái đất mà nhiều mù thì thường là của organic 3 trong 1, đó là trồng được ớt rất nhiều mù ở đất này. Nếu được thì mình có thể trộn thêm với vỏ trấu vỏ lạc cho nó xốp đất, nếu được nữa thì ta cho một chút đất đỏ bà giang. Quý vị đừng có mua đất
truy bắt nha. Vì mình không có thù gì với ông truy bắt, nhưng mà đất truy bắt nó thường làm cho rễ cây bị thối. Và đất truy bắt á, khi mình bỏ vô chậu nhỏ mà gặp trời mưa dầm thì nước nó sẽ ứ, nó không thoát ra được. Và khi mà gặp trời nắng thì nó lại rất mau khô, nó chỉ là bụi thôi. Trồng cái đất đó không có tốt tí nào. Nói chung là mình đã trồng mười mấy năm rồi, mình thấy là đất truy bắt rất là dở. Thì mình thấy cái đất potting soil này, hoặc là potting mix đó, nó có rất nhiều mùn, và mình đem trộn với tro trấu sơ dừa nữa là được. Đất gì đó không biết, nhưng khi mà trộn thì mình nên trộn nửa đất nửa phân bò. Vì sao mà nhiều phân bò như vậy? Tại vì phân bò là phân là tốt, mà trong khi giá lại rẻ hơn đất. Mỗi lần mình cứ đi mua 5 bao phân bò, mình ủ và mình trộn với 5 bao đất thì cây sẽ tốt hơn là thông thường rất nhiều. Rồi đó là đất trồng, có trộn phân ban đầu. Còn khi mà mình trồng ra chậu nhỏ rồi thì mình cũng rải cho một nhúm phân gà Nhật. Thì chỉ cần loại phân bò trộn ban đầu và phân gà Nhật rải thêm khi cây trưởng thành thì là đã đủ để cây tốt và cho ra bông ra trái. Thường thì khi cây đã tốt và có gặp nắng nữa, nắng to nữa, trồng giữa nắng to nữa, thì cây tốt là đi đôi với là có bông và đậu trái. Còn quý vị muốn mà thúc cho nó nhiều trái hơn nữa thì quý vị có thể bón thêm phân NPK hoặc là phân kali. NPK thì có thể là NPK tím, xanh hoặc là NPK ba màu đều được hết. Nói chung là có chất vô cơ cho nó bổ sung các cái chất gọi là đa lượng. Đa lượng là cây cần với lượng lớn, đó là nitơ, phốt pho, kali nha quý vị. Đây là phân gà Nhật nha quý vị. Phân gà Nhật trên thị trường thì có nhiều nhãn hiệu, mình thường dùng nhãn hiệu Lưu Ích. Đây là loại phân rẻ, rất rẻ so với các loại phân hữu cơ tan chậm, tức là hữu cơ dạng viên khác. 20.000 đồng một ký. Thì đối với những cây ớt mà nó quẳng đọt hay là cùn đọt như thế này thì mình sẽ cắt đi, cắt ở khoảng giữa giữa hoặc là ở các cái ngã ba như thế này. Rồi mình thu hoạch trái và mình rải cho nó một nhúm phân gà Nhật như thế này, thế là nó sẽ lên ngọn mới và ra được bông trái mới. Tóm lại là chọn giống ớt dễ trồng, ít bệnh. Thứ hai là đất thì có trộn nửa đất nửa phân bò, và không nên chọn đất truy bắt vì nó có nhiều cái dở. Cái thứ ba nữa là chỉ cần hai loại phân là được, là đủ cho cây tốt và ra bông ra trái. Đó là phân bò trộn trước khi trồng và phân gà Nhật rải khi mà cây nó sắp trưởng thành. Còn muốn cây ra nhiều trái, giữ bông được tốt thì bón NPK nào đó, loại nào đó cũng được. Hoặc không có NPK thì mua phân kali nha quý vị. Video của mình đến đây xin tạm dừng. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.